Vâng, xin chào các bác, em là Dũng bên xưởng Đồng Đông Sơn. Thì trong thời gian vừa qua khi mà tư vấn cho các bác khách hàng thì em có nhận được rất là nhiều sự quan tâm của các bác về bộ ngũ sự đồng cắt tút. Thì vì sao bộ ngũ sự đồng cắt tút mà người ta quảng cáo trên mạng rất là nhiều mà giá chỉ có từ 10 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng? Thì đối với rất là nhiều bác thì đã tìm hiểu và theo dõi thì các bác có thể là phân tích được đâu là bộ ngũ sự đồng cắt tút chuẩn chất lượng và đâu mới là cái giá trị thực tế của nó. Nhưng mà cũng có rất là nhiều bác khách hàng thì đang trong cái giai đoạn tìm hiểu thôi, cho nên là các bác cũng chưa thể là nhận biết để mà phân biệt được đâu mới là bộ ngũ sự đồng cắt tút chuẩn chất lượng. Thì ở trong video này em sẽ giải đáp để giúp các bác hiểu rõ hơn và hiểu sâu hơn để tự mình có thể là phân biệt được đâu mới là cái hàng đúng chuẩn chất lượng của nó. Thì để phân biệt được đâu là cái hàng cắt tút chuẩn và đâu là cái hàng không phải cắt tút thì các bác sẽ dựa vào những cái yếu tố sau. Thì đầu tiên là về cái màu sắc của bộ ngũ sự, thì đồng cắt tút thì nó chính là được làm từ vỏ đạn quân sự và đạn pháo, và đây là cái nguyên liệu rất là hiếm, không phải là đại trà giống như hàng đồng đỏ hoặc là đồng vàng được. Và cái màu của nó bao giờ là cũng là cái màu vàng ánh xanh, đây là cái màu cực kỳ là đặc biệt mà không có chất liệu nào có được. Cho nên tất cả những cái bộ ngũ sự đồng cắt tút thì bao giờ cũng phải để cái màu mộc của nó chứ không bao giờ làm màu cho nó. Nhưng mà trên thị trường có rất là nhiều những cơ sở là người ta quảng cáo ví dụ những cái bộ ngũ sự đồng cắt tút là có cái màu hun hay là màu vàng da lươn hay là cái màu hun khói, hun nâu giò cổ. Thì đấy, em khẳng định với các bác đấy là 100% đấy là hàng đồng vàng. Và nếu mà đồng vàng ấy, cái màu tự nhiên của nó sẽ có màu vàng mộc như thế này. Để các bác cứ để ý xem. Khi mà để cạnh hai cái bộ đỉnh đồng thì bên cạnh nhau thì các bác có thể phân biệt được. Nhưng mà khi mà để cách biệt ra hoặc là các bác chỉ tiếp xúc với một loại, một mẫu thôi thì các bác không có cách nào để mà phân biệt được, rất là khó. Nhưng bác có kinh nghiệm thì mới phân biệt ra được. Thì đấy là cái yếu tố thứ nhất. Và cái yếu tố thứ hai nữa đó là về cái con nghê và cái họa tiết hoa văn ở trên bộ ngũ sự. Thì đầu tiên đây là cái hàng thủ công cao cấp, cho nên con nghê của nó sẽ được đúc liền toàn bộ nguyên khối, đỉnh đồng cũng vậy. Đấy. Vì cái đặc tính của đồng cắt tút này nó rất là dẻo, cho nên là việc đục chạm ở trên bộ cắt tút là hoàn toàn là dễ dàng hơn là rất nhiều so với đồng vàng. Đồng vàng thì mình đục chạm thì nó sẽ bị đứt mẻ, hay là những cái đường nét họa tiết hoa văn thì nó sẽ là họa tiết hoa văn chìm. Ví dụ như trên mâm nến này các bác này, để ý này, đây là toàn bộ là hoa văn chìm hết. Các bác cứ để ý kỹ những cái đường nét mũi đục đây lên, các bác cứ để ý kỹ này, đây là những cái mũi đục nối đuôi nhau. Đấy. Và trên hạc nữa, đây là hạc, tất cả những cái vân lông của nó sẽ là chìm. Đấy. Được làm rất là kỹ. Và đường nét của nó chính vì đục chạm trực tiếp cho nên là nó rất là tỉ mỉ và tinh xảo. Và còn đồng vàng thì như thế này ạ, tức là nghê của nó là nghê rời. Các bác, con nghê này là một cái yếu tố để rất là quan trọng và dễ dàng để các bác phân biệt được đâu là đồng cắt tút chuẩn. Đấy. Đồng vàng là nghê rời, sau đó hàn chặt vào nắp. Và cái thứ hai nữa là họa tiết hoa văn của nó sẽ là họa tiết hoa văn nổi. Đây này, những cái đường nét vẫy rồng đây thì nó sẽ không sắc nét, giống như thế là hàng đồng cắt tút được. Và trên mâm nến này thể hiện rất là rõ các bác này. Đây này, những cái họa tiết hoa văn này là nổi hoàn toàn. Đây là những họa văn mà mình làm trên khuôn. Bởi vì là cái đồng vàng ấy nó rất là cứng mà mình không thể đục chạm được trực tiếp, cho nên là mình phải tạo hoa văn trên khuôn để mình đúc ra. Sau đó là mình chỉ việc là mài rũa và đánh bóng thôi. Đấy, đây là hàng. Và cái điểm thứ ba nữa đó là về cái trọng lượng của bộ ngũ sự, thì cái tỷ lệ đồng ở trong cái bộ đồng cắt tút ấy thì nó rất là cao, nó cũng tương đương gần như bằng đồng đỏ. Nếu mà cùng kích thước với đồng đỏ thì bộ 60 thì nó sẽ nặng từ 37 đến 40 kg là bằng đồng đỏ luôn. Trong khi là bộ ngũ sự đồng vàng thì nó chính là cái hợp chất giữa đồng đỏ và kẽm, mà kẽm là nhẹ hơn đồng đỏ, cho nên là cái tỷ lệ kẽm nó càng cao thì cái trọng lượng của bộ ngũ sự thì nó càng thấp. Đấy. Ví dụ như bộ 60 đồng vàng thì nó đây đồng vàng loại 1 nha em nhé, thì nó rơi vào tầm khoảng 30 kg, trong khi rất nhiều cơ sở ấy, thì là cái bộ ngũ sự 60 của người ta chỉ nặng đến tầm 25-26, thì chính vì dựa vào cái trọng lượng là các bác cũng sẽ đánh giá được về cái chất lượng của nó. Còn về cái tiêu chuẩn để mà đúc cái độ dày của đỉnh đồng ấy, thì nó phải theo cái tiêu chuẩn nhất định các bác ạ, chứ không phải là mình muốn đúc dày đúc mỏng thì đều được đâu. Đúc dày thì các bác cũng nó tăng cái giá trị lên thì các bác rất là khó mua, và nếu mà đúc mỏng quá thì không đúc được, bởi vì là khi mà đổ đồng xong ấy, thì nó cái đồng nó sẽ co lại, nó rất dễ bị thủng đỉnh phần đỉnh. Hay là khi mà đục chạm ấy, thì là nếu mà đúc mỏng quá là mình đục chạm trên là nó rất là dễ bị ăn sâu vào, nó bị thủng đỉnh đồng, cho nên là nó lại mất công, mất rất là nhiều cái nhân công ở đấy. Cho nên là tất cả những cái độ dày của cái đỉnh đồng hay là trên mâm nến là mình phải đúc theo cái tiêu chuẩn nhất định. Và cái yếu tố nữa
thì đó chính là về cái giá trị của bộ ngũ sự đấy. Cái giá trị của bộ ngũ sự đồng cắt tút đây này thì nó sẽ phụ thuộc vào, thứ nhất là vào cái kinh nghiệm cũng như là cái kỹ thuật tay nghề của người thợ, và cái thứ hai nữa là về cái thời gian để hoàn thiện. Thì cái để mà là hoàn thiện được bộ ngũ sự đồng cắt tút thế này thì nó phải rơi vào khoảng 30 đến hơn 30 ngày đấy, trong khi là hoàn thiện bộ ngũ sự đồng vàng nó chỉ mất tầm 5-6 ngày thôi đấy. Còn trên những bộ ngũ sự đồng cắt tút thế này nó yêu cầu rất là cao về cái tính mỹ nghệ thủ công, cho nên nó đòi hỏi kinh nghiệm cũng như kỹ thuật tay nghề người thợ phải rất là cao thì mới làm được. Đấy là những cái yếu tố để mà các bác phân biệt rõ được đâu là cái bộ ngũ sự đồng cắt tút chuẩn chất lượng và đâu là cái bộ ngũ sự đồng không phải là cắt tút. Đấy. Cái giá trị của đồng cắt tút thì bao giờ là nó cũng cao hơn gấp hơn 2,5 lần so với lại hàng đồng vàng. Đấy thì sau đây em xin mời các bác cùng xem qua một lượt về hai cái mẫu ngũ sự bên em. Đây chính là đồng cắt tút. Là sẽ có màu vàng ánh xanh. Còn bên tay trái của em, bên tay phải màn hình các bác thì đấy là bộ đồng vàng và có màu vàng mộc tự nhiên. Thì khi mà các bác mua hàng thì các bác phải lựa chọn cái cơ sở uy tín và cái người bán hàng người ta tận tâm cung cấp đầy đủ thông tin cho sản phẩm cho các bác. Và cái thứ hai nữa là bên em là sẽ có đầy đủ những cái giấy bảo hành cho các bác về tên xưởng đồng này, rồi là dấu của doanh nghiệp đấy. Ở trong cái thời gian này thì em sẽ khuyến mãi cho 20 bác khách hàng đặt hàng đầu tiên về bộ ngũ sự cắt tút. Thì nếu mà các bác đặt hàng cho em trong vòng 20 ngày kể từ hôm nay là ngày mùng 9 tháng 3 năm 2023 dương lịch, thì em sẽ tặng cho các bác một cái hộp trầm hương và một cái hộp chuông trầm mini để các bác xông vào những cái ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết cho nó không gian thờ tự nhà mình cho ấm cúng đấy. Thì nếu mà các bác quan tâm về bộ ngũ sự thì hãy gọi cho em theo số điện thoại hotline Zalo, đó là 0795 864 999 để được em tư vấn chi tiết, hoặc các bác có thể truy cập vào đường link website để phía dưới là xưởngđồngdongson.vn. Trong đó có rất là nhiều những cái mẫu mã và đầy đủ kích thước để các bác tham khảo. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn các bác ở những video sau. Xin chào các bác.